Tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi Pajero Sport 2022 được phân phối với tổng cộng là 2 phiên bản và 3 tùy chọn màu sắc trắng, đen và nâu. So với phiên bản tiền nhiệm, Pajero Sport được nâng cấp và hoàn thiện hơn về thiết kế ngoại thất, bổ sung trang bị tiện nghi và tính năng an toàn. Ở tại thị trường Thái Lan, Mitsubishi Pajero Sport 2022 có tổng cộng là 3 phiên bản, giá bán tương đương khoảng 996 tới 1 tỷ 189 triệu đồng. Còn tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi nhập khẩu và phân phối 2 phiên bản từ đầu tháng 10 năm 2022 với giá bán như sau. Pajero Sport phiên bản 1 cầu số tự động có mức giá bán là 1 tỷ 110 triệu đồng. Pajero Sport phiên bản 2 cầu số tự động có mức giá bán là 1 tỷ 345 triệu đồng. Kích thước tổng thể của xe vẫn được giữ nguyên so với phiên bản cũ, cụ thể chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 4.785mm x 1.815mm x 1.805mm, chiều dài trục cơ sở đạt 2.800mm, khoảng xăng gầm 218mm. Điều này giúp cho xe không lo cạ gầm khi di chuyển qua các đoạn đường có gò đất cao, bùn lầy, đá hộc. Bán kính quay vòng của xe là 5.6m giúp dễ dàng xoay sở trong đô thị. Mitsubishi Pajero 2022 tiếp tục được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế Dynamic siêu thế hệ thứ 2, tương tự các mẫu xe khác của Mitsubishi như Xpander, Atlas hay Triton. Thiết kế phần đầu xe được thay đổi lại ở cụm đèn pha và phần lưới tản nhiệt, trong đó cụm đèn chiếu sáng được chia thành hai phần tách biệt. Phía trên là đèn pha B-Projector, tự động tắt bật thích ứng, tự động điều chỉnh độ cao, kết hợp với giải đèn LED định vị vào ban ngày. Phía bên dưới là đèn xi nhan và đèn sương mù dạng LED. Mặt ca lăng lưới tản nhiệt thiết kế dạng 3 thanh ngang thay vì 2 như trước đây. Phiên bản 1 cầu sử dụng logo thường, bản 2 cầu là logo dạng kính có cảm biến phía sau. Thân xe tạo cảm giác bề thế với đường nét thiết kế khỏe khoắn, hầm hố. Mitsubishi cũng tinh chỉnh lại một số các chi tiết như dập nổi ở phần vòm bánh xe, thay đổi thiết kế mâm dạng 6 chấu kép. Là một trong những chiếc xe SUV gầm cao nên xe được trang bị bệ bước chân tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, các khung cửa sổ cũng được thiết kế rộng ra để tăng khả năng quan sát bên trong, tạo cảm giác thoáng đãng. Phía sau, cụm đèn hậu được rút ngắn lại, đèn LED bên trong tách thành hai phần riêng biệt, đèn báo phanh được tích hợp vào cánh gió, cản gầm mạ bạc tăng thêm độ nổi bật cho xe. Các trang bị ngoại thất khác bao gồm gương chiếu hậu chỉnh gập điện tích hợp đèn xi nhan báo rẽ dạng LED mạ chrome, gạt mưa tự động, giá đỡ hành lý trên mui xe, anten vây cá, mâm xe kích thước 18 inch, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau, camera 360 độ, tính năng đa cốp. Bảng táp lô của Mitsubishi Pajero 2022 vẫn giữ lối thiết kế đối xứng như phiên bản tiền nhiệm. Một số các chi tiết được mạ chrome như cửa gió điều hòa, viền táp lô để tăng thêm sự sang trọng cho xe. Các nút bấm được bố trí gọn gàng, khoa học, dễ dàng làm quen và sử dụng. Xe có một tùy chọn màu đen nội thất duy nhất. Cụm đồng hồ táp lô sử dụng dạng điện tử, có độ sắc nét và nhạy bén cao, dễ dàng tùy chỉnh chế độ hiển thị tốc độ, vòng tua và các thông số khác. Các chi tiết còn lại giữ nguyên thiết kế tương tự phiên bản tiền nhiệm. Vô lăng bọc da, mạ bạc đường viền hai bên và tích hợp các nút bấm chức năng như ga tự động, đàm thoại rảnh tay, ra lệnh giọng nói, điều chỉnh âm lượng, tích hợp lẫy chuyển số sau vô lăng. Ở vị trí ghế lái, góc chữ A của xe được bố trí gọn gàng, góc quan sát của người lái không bị hạn chế. Danh sách tiện nghi trên Mitsubishi Pajero Sport bao gồm màn hình trung tâm giải trí 8 inch, kết nối Apple CarPlay, Android Auto, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập. Riêng phiên bản 2 cầu có thêm chức năng làm sạch không khí Nano Air, hệ thống âm thanh 6 loa, các cổng cắm sạc 12V và cửa kính lên xuống một chặng. Bản 2 cầu có thêm gương chiếu hậu chống chói tự động, cửa sổ trời và ứng dụng điều khiển xe từ xa bằng điện thoại thông minh. Cả hai phiên bản đều có nút bấm khởi động Start Top, phanh tay điện tử, chế độ giữ phanh tự động và ga tự động Cruise Control. Phiên bản 2 cầu được trang bị chức năng Adaptive Cruise Control. Cả hai phiên bản đều được trang bị ghế ngồi bọc da màu đen, nệm ngồi khá dày và êm, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, bản 2 cầu có thêm ghế phụ chỉnh điện. Hàng ghế trước có thiết kế khá tốt, form ghế ôm người, tạo cảm giác thoải mái khi đi xa. Hàng ghế thứ hai có thể gập 60-40, có bệ tì tay ở trung tâm, điều chỉnh được độ nghiêng, giúp người ngồi tìm được vị trí thoải mái nhất. Hàng ghế thứ ba có không gian vừa đủ cho người có chiều cao từ 1m65 tới 1m7. Khi cần, hai hàng ghế sau có thể gập phẳng để tăng không gian chứa đồ. Mitsubishi Pajero 2022 được trang bị động cơ dầu diesel Mivec Turbo 4 xi lanh dung tích 2.4 lít, sản sinh ra 178 mã lực, mô men xoắn cực đại 430 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau.
Bên cạnh đó, Pajero Sport 2022 cũng mang đến cho người lái thêm 4 chế độ lựa chọn chạy địa hình như sỏi, bùn, cát, đá, tương ứng với điều kiện địa hình giúp mang lại trải nghiệm tốt nhất. Đặc biệt hơn, Pajero 2022 còn được trang bị thêm khóa vi sai cầu sau điều khiển điện tử. Nâng cấp này giúp cho xe có thể dễ dàng vượt qua các loại địa hình khó khác nhau nhờ vào việc khóa vi sai và phân bổ lực đều xuống hai bánh sau. Xe được trang bị các công nghệ an toàn cơ bản như sau, mình xin phép được đặt bên trên màn hình giúp quý vị và các bạn có thể tiện tham gia theo dõi. Phiên bản 2 cầu được trang bị thêm các công nghệ an toàn cao cấp như 7 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang, hệ thống hỗ trợ thay đổi làn đường, camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ xuống dốc. Vừa rồi là những chia sẻ chi tiết về chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.